ok, mình vô đây lâu rồi nha các bạn. Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm nay các bạn nhìn chiếc xe này thì các bạn thấy xe này quen không? Xe này là chiếc Wenfa, chiếc WA 110 các bạn. WA 110 nha. Cục máy đầu đầu vuông. Đó, tại chiếc xe này thì được rồi là mình lên 54 rồi các bạn. 54 nhưng mình đi cháy đầu bằng. Đó, chứ mình đi bông mai, nhưng mà chủ xe là đi bông mai á, xong chủ xe thấy chưa đã, chủ xe lên ga dẹp thì cái bình ga dẹp này chủ xe canh rồi nha các bạn. Bình ga dẹp này gắn bên mình nhưng mà được canh lại rồi. Đó, chủ xe đi canh này kia lại nha các bạn. Đó, chủ xe kia mình mua lọc gió luôn, nhưng mà mình thấy hiện tại thời tiết bây giờ là nó không ổn, nên là kêu chủ xe thôi khỏi mua. Đợi chừng nào mà trời nắng này kia ok, nước này kia hết ngập này kia hả, mua lại cái mới xài cho nó ok nha các bạn. Đó, thì chiếc xe này hiện tại á, là theo trải nghiệm của chủ xe á, là chủ xe chạy là 130 mấy nha các bạn. Đó, chạy 130 mấy km trên giờ. Đó, nhưng mà chưa đã. Đó, nên giờ chủ xe muốn lên cái trái nén đầu cao. Đó, để cho nó chạy lực hơn chút xíu, cho cái máy nó có lực hơn chút xíu nha các bạn. Đó, hiện tại là gen là chưa có sử dụng gen độ gì trơn nha các bạn, gen zin nha. Đó, xe này mình làm gen zin thì để tốc độ 130 mấy km trên giờ, chứ xe mình á là phải kết hợp nhiều thứ, chứ không phải mà xe zin mà các bạn lên là chạy được 130 mấy km trên giờ đâu. Đó, chứ đừng ai mà làm giống mình này là ừ sao mà chạy có 110 mấy, 120 mà lên clip mà anh nói 130 mấy là sao. Cái này là theo trải nghiệm của chủ xe. Đó, chủ xe đã mắc bít hết ga số, chứ chiếc xe này mình lên mình chạy là mình không dám hết ga số các bạn ơi. Tại vì lúc trước mình thử lên là khoảng 110 mấy là chiếc xe nó lắc dữ lắm. Đó, nó lắc dữ lắm. Cái dàn đầu lắc là mình kìm lái, tại dưới cái phần thứ hai là xe của khách. Đó, nên mình không có dám mắc bít. Đó, các bạn biết sao, lỡ té là sao, các bạn chưa thấy đâu. Cái cảm giác chiếc xe này lên 110 mấy là cái đầu nó rất là lắc luôn. Đó, nói chung là nó không có đầm. Đó, nhưng mà chủ xe gan dám chạy tới 130 mấy luôn. Thì để lên mà được 5 km/h, ví dụ một chiếc xe mà các bạn nâng cấp mà để lên được 5 km/h nó phải kết hợp nhiều thứ và nó lu bu lắm mới lên được 5 km/h, ví dụ như vậy. Thì chiếc xe này nó kết hợp nhiều thứ. Đấy nè, chủ xe nè. Đó, thấy không? Các bạn thấy cặp bánh nhỏ không? Đó, chủ xe đã xuống bánh nhỏ, bởi vậy là mình chạy lên tốc độ 110 mấy km/h là sẽ gây ra tình trạng là cái đầu rất là lắc. Đó. Rồi các bạn thấy nè, ga dẹp nè. Đó, phải kết hợp với dàn lửa. Ga dẹp thì cái dàn lửa này á, thì lúc trước mình có quay cho các bạn xem rồi. Đó, chủ xe lên dàn lửa độ hình như là của thằng Sát thôi vậy. Rồi cái bình ga dẹp này nè, là đi á, ganti nó không được ngon. Nhưng á, khi kéo lên á, ga nó rất là hổn. Đó, rất là hổn. Đó, lúc trước là gắn bình bông mai là chủ xe chạy cũng 120 mấy nha các bạn. 120 mấy. Đó, rồi sau khi mà gắn bình ga dẹp này á, canh này kia lại thì chủ xe mắc bít á, là 130 mấy km trên giờ. Đó, bởi vậy là chiếc xe các bạn là thấy thì kết hợp nhiều thứ, chứ không phải mà các bạn mà chiếc xe zin của các bạn mà các bạn mà làm cái bài giống như mình mà chạy được 130 mấy. Thì để mình thông tin thêm với các bạn là chiếc xe của bạn này á, mình đã lên cây cam độ rồi nha, chứ không phải là còn cam zin theo xe nữa nha. Thì cây cam độ á, là mình đã nói rất là nhiều lần, cây cam độ của cái dòng xe này á, bên mình rất là hiếm. Đó, lúc có lúc không các bạn, chứ không phải mà luôn lúc nào cũng có ha. Đó, thì đã lên cây cam độ bên mình. Đó, cam nâng cấp. Đó, lúc trước thì mình đi cháy đầu bằng nè, các bạn thấy không? Cháy đầu bằng vớt xuống đẩy giả zin. Đó, là chạy tốc độ là 130 mấy km/h. Đó, cháy bê tông còn rất là đẹp. Thấy không? Cái xe này clip này mình quay cũng lâu rồi nha các bạn. Như là lâu lắm rồi đó. Rồi hôm nay là mình đi lên cháy nén cho chủ xe này luôn. Đây, cháy nén. Cháy nén lòi khỏi mặt lòng nè các bạn thấy không? Đó, đi cháy vừa vừa thôi. Những cái dòng xe này các bạn đừng có đi cháy cao quá. Cháy cao quá nó sẽ gốc máy. Thì để thủ cái tình trạng gốc máy á, thì mình có lên lò xo đầu độ cho cái chủ xe luôn các bạn. Lò xe lò xo đầu độ luôn ha. Đó, hồi sẽ tháo cái bộ lò xo này ra thì cái sức bắp mình kia có kiểm tra rồi. Kiểm tra xăng này kia thì sức bắp vẫn còn ok, vẫn còn đẹp. Đó, các bạn thấy không? Vẫn còn đẹp. À, với cái phần thứ hai là mình thử xăng rồi, nó không có đổ hơi này kia.
đó. Hồi là mình chỉ vệ sinh cạo khối này kia thôi đó, làm lâu nhưng mà đi bình xăng lớn này kia mà các bạn thấy dòm trái bê tông là nó không có dơ bao nhiêu chứ, vẫn còn rất là ok đó, thấy không? Trái bê tông này lúc trước cũng là trái nén luôn nghe các bạn, nhưng mà tại vì chủ xe lúc trước yêu cầu mình làm trái đầu bằng á, nên là mình dặn ở trên tiệm tiện người ta là cắt luôn cái phần trái nén này xuống đó để giả ghim đó, nhưng mà tốc độ vẫn 130 mấy km/h. Thì hiện tại giờ là chủ xe muốn đi cho nó dần hơi căng chút xíu, lực chút xíu, thì mình đi lại trái nén, cũng trái nén luôn nhưng mà trái đầu cao, không có cơ khí lại đó, không có cơ khí lại nha đó, chỉ đo sức bắp và móc mắt bê tông thôi, sức bắp bà lớn thì móc mắt bà lớn đó, dưới cái phần này đi cam độ nữa. Đây sức bắp lớn nha, sức bắp nó hình như là 21 mấy với 25 mấy á đó. Đó rồi xong rồi. Giờ mình sẽ đi rửa đồ nổ máy cho các bạn nghe. Thì mình sang ga dẹp này á, thì nó chạy rất là hỗn đó, ga rất là hỗn luôn, ga nạp là lên, nạp là lên, nhưng mà ga anti thì nó không có ngon bằng bông mai này kia nha các bạn, nó không có đầm, nói chung là ga anti không có đầm. Trời ơi chiếc ẹt nó chạy ghê thiệt, chiếc ẹt 150 mới chạy ngang chạy ghê thiệt các bạn ơi, chắc là độ bô xăng lửa gì rồi. Rồi nói chung là bây giờ mình sẽ đi rửa đồ gáp nổ máy cho các bạn nghe chơi. Thì bạn chủ xe này có cây bô tăng luôn nha các bạn, nhưng mà hình như là giao lưu với cái bạn trong cái hội nhóm gì siêu út 65 Cần Thơ á, giao lưu cái bô đó cho bạn ấy rồi đó. Cái bô kia là gắn vô cái dàn hơi này chạy rất là ok, rất là lực luôn đó. Nhưng mà các bạn nên lưu ý là khi mình làm bô á, bất cứ cái dàn hơi 54 hay 56 58 62 gì các bạn cũng vậy trơn á, cây bô nó phải đi theo lực dàn hơi. Cho các bạn mà dàn hơi mà nhỏ nhỏ các bạn gắn cái bô vô á, cái bô chà bá với cái cổ chà bá luôn, các bạn gắn vô á, là sẽ hụt hơi với xe nó chạy không có đi á nha, chứ không phải mà bô nào gắn cũng được nha. Bô là phải kết hợp theo dàn hơi đó, như vậy thôi đó. Bởi vậy nhiều bạn là trời ơi anh ơi sao mà cây bô ghim của em á lên tốc độ ví dụ như 100 mà bây giờ em gắn cái bô khác vô tốc độ còn 80 anh, sao kỳ quá đó. Các bạn phải lưu ý vào cái phần bô, chứ không phải mà cái dàn hơi các bạn muốn gắn bô nào cũng được đó, phải sắp theo cái dàn hơi nó như thế nào đó, chứ không phải mà ví dụ như xe 110 gắn cây bô tăng vô rồi sao chạy, ví dụ như vậy xe ghim đó rồi sao chạy. Bởi vậy còn mấy 110 ghim gắn ga dẹp đồ vô thì nó dư xăng thì cũng đâu chạy được đâu, nhưng khi dàn hơi ghim vậy các bạn gắn ga dẹp nè, mấy bình ga dẹp này vô nè, chừng chạy thua cái bình xăng xe ghim nữa đó, tại vì nó dư xăng quá làm sao vậy? Chạy vô nó dập dàn lửa các bạn tắt luôn á, tưởng tượng như cái đèn cầy đang đốt mà lấy nước tạt vô làm sao mà không tắt được, đúng không? Bởi vậy mỗi chiếc xe chúng ta làm lên, nâng cấp lên là nó kết hợp nhiều thứ để nó hoàn thành được một chiếc xe để có tốc độ. Ví dụ như chiếc xe đang chạy 100 mà các bạn muốn lên 5 km nữa là 105 thì nó phải kết hợp nhiều thứ. Thôi lên 5 km/h chứ không phải dễ đi rồi sấy nồng cái lên 5 km/h, không phải, kết hợp rất nhiều thứ và tiền nó rất là tốn tiền. Tốn tiền đó là do các bạn xài đồ đó, vậy thôi đó. Chứ các bạn thấy mà trong phân khúc của các bạn làm giống người ta mà tại sao chiếc xe người ta chạy hơn các bạn, là tại vì người ta làm hết, người ta kết hợp nhiều thứ. Ví dụ như chiếc xe này tại sao cái bánh, hai cái bánh ghim của nó là hai cái bánh to chà bá luôn đó. Cái này chủ xe là xuống nhông dĩa các bạn, hôm kia là làm nhông trên dĩa là 7 ly đứt đó, mới lên một nhông dĩa 600 mấy ngàn, vô mình dòm nhông dĩa cái là rồi chạy đi vài bữa đứt là đi giữa đường là không có sên gắn luôn. Chủ xe chạy vài ngày sau đứt thiệt các bạn, rồi vô mình gắn lại cái bộ sên 9 ly lại nè đó, bộ sên 9 ly rất ok, tại vì chiếc xe này cái nội lực nó rất là thâm hậu. Nội lực rất là thâm hậu, nói chung là chạy ok đó. Mà gắn cái sên 7 ly á, thì đi cái đường á, mình đi tour này kia nó chịu không có nổi, đứt luôn á, bộ sên 600 mấy ngàn, bộ sên vàng luôn á, cái dĩa nhỏ xíu luôn á, nghe nhông nhỏ xíu luôn á, cái dòng cái bề bản các bạn 7 ly thì các bạn là thợ, các bạn từng cho xe thì các bạn cũng biết đó. Rồi lên cái bộ sên 9 ly này lại chạy cho đi đường cho nó an tâm. Thì chiếc xe này á, là mình lên chút trước mình lên mà 54 chứ đầu bằng, vậy là chủ xe này đi Sài Gòn đi này kia đi xa nhiều lắm đó nghe các bạn đó, chủ xe đi xe xa nhiều lắm, chủ xe chia sẻ như vậy đó. Thì mình quay clip này á, rồi có bao nhiêu bạn là sao mà dân ghim mà chạy được 130 mấy km/h đó, các bạn khỏi bình luận như vậy, tại vì chủ xe kết hợp nhiều thứ. Rồi các bạn nhìn chiếc xe thì các bạn cũng đã biết chủ xe đã làm chiếc xe như thế nào rồi. Chủ xe làm chiếc xe này á, là có thể là mua được chiếc Wenfa này nữa nghe các bạn,
Đó, người ta chơi xe như vậy đó. Bởi vậy là nếu mà mình yếu yếu tiền á thì có thể mình làm chiếc xe cho mình nó nhẹ máy đồ chơi được thôi. Đó, chứ mà nếu mà chạy được mà đồ ok đi tour này kia là các bạn phải bỏ ra một số vốn rất là lớn. Ví dụ như vậy. Đó, chủ xe này làm là chiếc xe tiền của làm chiếc xe này là mua được một chiếc nữa rồi đó. Không, nhưng mà vẫn giữ cái dân kim xài. Tại chủ xe là hôm qua hôm kia là kêu mình chích lên 2,5 ly luôn đi anh. Đó. Cái chủ xe đi khám nghĩa vụ quân sự các bạn mình mới nói là thôi bây giờ thì khám nghĩa vụ quân sự rồi khám đi lỡ dính là sao rồi để cái xe uổng. Đó để coi sao. Nếu mà được không được thì Tết Tết chích lên luôn. Đó nên là mình cũng khuyên chủ xe thôi có gì thì để chích sau đi. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi rửa đồ các bạn ơi để nói chuyện nhiều nhiều bạn vô là trời ơi mày nói chuyện nhiều quá. Đó, rồi giờ đi rửa đồ gấp vô nổ máy các bạn nghe chơi. Ok. Rồi ok anh em thì mình đã hoàn thành chiếc xe và mình vô đây nãy giờ các bạn ơi. Thì mình lên trái trái nén đầu cao này á thì dần hơi nó sẽ lực hơn nha. Lực hơn tí, lúc nào cũng vậy thôi. Đương nhiên lên trái đầu cao thì đương nhiên lúc nào nó cũng phải căng hơn trái đầu lõm rồi. Đó, cái tiến bộ nó ok hơn nè, thấy không Toàn. Bạn chủ xe này tên Toàn nha các bạn. Không. Cái bô này là còn cái gì ta? À, cái tiêu giống như cái tiêu vậy đó vậy đó à, tiến bộ chắc hơn cái Toàn. Đó là ok, mình vô đây lâu rồi nghe các bạn. Ok cho nó chạy chút xíu là chuẩn bị ra rửa dàn chân này kia thì gáp dàn áo vô giao xe chủ xe các bạn. Thì chủ xe có lên công tay nên là cái tiếng bô nó ủa gì cái tiếng máy là nó hơi giọng tí xíu nha. Biết sao mình để mấy cái này không, tại vì nè cái yên lên nó bị kêu nè các bạn, thấy không, nên là để cho nó đỡ kêu xíu. Rồi tạm biệt các bạn nha, chiếc xe này khỏi thử, giao luôn tại vì mình có lên trái không à. Rồi tạm biệt các bạn nha.